Các bạn mình mới thấy cái hình này trên mạng, không biết là phải không? Nếu anh không làm ra tiền thì cái chí của anh chỉ là trí nhớ, bề dày thành tích tốt nghiệp trường xịn, học hàm học vị là cái vớ vẩn. Một là chơi luôn kỳ tích, tức là thành tích vượt bậc. Hai là thành tựu cụ thể mới có chỗ đứng trong xã hội này. Thì cái câu này đối với bác sĩ mình á, mình nghĩ thế này nè. Đối với bác sĩ á, thì bởi vì người ta mới nói có câu á là tại sao anh học giỏi mà vẫn nghèo. Học giỏi mà vẫn nghèo là tại sao? Tại vì mình đi học không à, học giỏi chứ đâu có phải làm giỏi đâu, đâu phải kiếm tiền giỏi đâu mà giàu. Đúng không các bạn? Bây giờ á, đối với một số nơi á là bác sĩ thì làm gì? Bác sĩ là làm gì? Bác sĩ á là người ta vô trường y để người ta học cái cách cứu người, học cách điều trị bệnh, đúng không? Học cách chẩn đoán bệnh, cách điều trị bệnh, chứ bác sĩ không có học cách kiếm tiền, chứ không có học cái cách là làm sao để được kiếm được nhiều tiền, đúng không các bạn? Trong trường y người ta đâu có dạy cho mình là cái cách là mình mở phòng mạch làm sao, mình mua cái thuốc này sao, mình chích mình ăn bao nhiêu tiền, mình lời bao nhiêu tiền, người ta đâu có dạy vậy. Mấy ông thầy chỉ dạy là à, cái bệnh này có cái triệu chứng này là nó có thể có những cái bệnh này, thì mình phải dùng cái xét nghiệm gì, mình chẩn đoán ra bệnh, khi mà mình chẩn đoán ra bệnh thì mình điều trị những cái thuốc gì, những kế hoạch nào, đó là người ta dạy mình vậy ha. Mà nó rất là nhiều thứ phải học, cho nên á người bác sĩ người ta học á, là học về chuyên môn cứu người, người ta không có học cách kiếm tiền, cho nên á là họ dù có học giỏi cỡ nào giỏi họ vẫn có thể bị nghèo nếu như không có ưu đãi tốt. Ví dụ như ở Mỹ, ở Canada, ở các cái nước mà châu Âu á, phát triển á, thì bác sĩ vô anh chỉ cần học cho giỏi cho tôi, anh học 9 năm ra bác sĩ, anh học nội trú thêm, anh giỏi thì là giỏi, anh ra anh làm vị trí đó đương nhiên tôi trả lương cho anh cao, anh không cần phải lo gì, chứ lương anh một năm mua 10 chiếc xe Camry là bình thường. Anh chỉ cần giỏi cho tôi, anh vượt qua 9 năm là anh giỏi, anh vượt thêm 3 năm nội trú nữa là anh giỏi. Đó, là anh học rất là nhiều, học phải rất là nhiều, học tới 12 năm, 15 năm mới ra nghề được. Thì khi anh ra nghề thì tôi sẽ đãi ngộ cho anh rất là cao. Còn ở Việt Nam, không dám nói ở Việt Nam, ở một số nước khác thì anh học giỏi thì là giỏi, ra làm lương thấp nhũng à. Làm lương thấp nhũng à. Rồi, anh học giỏi ra nhưng mà cái kiến thức anh học giỏi đó anh không có biết cách kiếm tiền, đâu có biết cách kiếm tiền của bệnh nhân là sao đâu mà anh có nhiều tiền được. Rồi mà khi mà người bác sĩ á, người ta học càng giỏi đó càng nhiều á, thì cái tâm người ta càng tốt, người ta không có dám lấy tiền của bệnh nhân các bạn. Người ta vô người ta thuốc điều trị bệnh, người ta thấy thương bệnh nhân người ta không dám lấy tiền, nó ngặt vậy đó, nó khổ vậy đó. Các bạn càng học nhiều mà các bạn không lấy tiền á, khi mà các bạn á, ở mình á, độc thân á, thì không sao, ở nhà trọ nằm trong bệnh viện ngủ cũng được đó, ăn cơm hộp cũng được đó. Nhưng mà khi các bạn có con, có gia đình, có vợ rồi, có con nó nhỏ rồi, nó không có tiền nó đi học, rồi nó không có tiền nó uống sữa, rồi ở nhà trọ vợ con mình á, thì cái thằng bác sĩ nó sao, nó phải nghĩ cách nó kiếm tiền. Nhưng mà lúc đó nó già mẹ rồi, nó 35 tuổi nó già rồi, nó đi ra đời nó mới bươn chải ngoài đời, thì nó không bằng mấy thằng kia, mấy cái thằng mà mới có 18 tuổi mà ra đời á, cái thằng đó là đầu nó sạn hết. Còn bác sĩ mà 35 tuổi mới ra đời mới đi kiếm tiền tự mình bươn chải thì rất là khổ. Đó là lý do tại sao bác sĩ học giỏi mà vẫn nghèo rồi vậy đó. Cái tuổi nước ngoài nó rất là sướng, nó chỉ cần lo học thôi, học làm chuyên môn cho giỏi, tôi đãi ngộ anh cao rồi, anh không cần phải lo kiếm tiền vậy chứ. Khổ vậy đó mà, khổ lắm, khổ lắm. Còn ở Việt Nam mình á, không dám nói Việt Nam, xin lỗi, không dám nói, là mình bác sĩ các bạn nghèo người ta khinh, bác sĩ giàu người ta ghét, thiệt là vậy. Cái thằng bác sĩ đó giàu ăn trên xương máu của bệnh nhân rất là buồn ha. Cho nên thật sự là bây giờ á, cái này không phải là mấy em coi cái video của anh rồi mấy em có những suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà giờ đã lỡ rồi, lỡ cái này là lỡ vô học y rồi thì gán học đi, học giỏi đi, rồi sau này có thể là nó khác,
sau này nó có thể là khác. Còn những em nào mà chưa vô á, thì anh nghĩ là nên kiếm tiền á, thì nên đi kinh doanh, đừng có vô y ha, đừng có vô y. Các em mà có thể đậu vào y khoa là cái đầu em rất là siêu, mà cái đầu đó đó mà đi ra trường đời đó, lăn lộn trường đời chừng 3 năm thôi thì các em sẽ rất là giỏi và các em kiếm tiền rất là nhiều. Còn các em mà muốn kiếm tiền mà các em nhào vô y khoa là chết, sai lầm, sai lầm luôn, không kiếm tiền được gì hết.